Xanh, Trần Minh Sơn Anh sinh năm 1998, từng được biết đến với loạt video chia sẻ những khoảnh khắc hài hước, dễ thương bên cạnh cô nàng người yêu Diệp, Bùi Thị Bích Diệp sinh năm 1999. Được biết, vào ngày 10 tháng 2 năm 2023, Xanh và Diệp đã về chung một nhà trước sự ủng hộ nhiệt tình của gia đình và cộng đồng mạng. Tuy nhiên, trong hơn một năm, cặp đôi bất ngờ dính tin đồn đường ai nấy đi. Trên trang cá nhân, Xanh và Diệp lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt tình cảm như Xanh unfollow, bỏ theo dõi, Diệp trên TikTok. Cụm từ tìm kiếm Diệp không chổi ngoại tình liên tục xuất hiện trên thanh tìm kiếm trong các video liên quan đến cả hai. Hình ảnh đại diện trên trang cá nhân được thay đổi thành màu đen, kèm theo đó là các dòng mô tả tiểu sử như đang thông báo kết thúc chuyện tình. Chưa hết, trên tài khoản TikTok Xanh, Diệp còn đăng tải một video mới với nội dung tạm biệt. 19 tháng 1 năm 2019 đến 19 tháng 3 năm 2024, ứng với khoảng thời gian bên nhau của cặp đôi, kèm theo đó là đoạn nhạc nếu được chọn lại, chúng ta chọn điều gì, chưa từng gặp gỡ hay chưa từng phai phôi. Sau đó, cặp đôi chính thức lên tiếng xác nhận chia tay, kèm theo đó là hai dòng trạng thái khó hiểu. Cụ thể, Xanh úp mở, ai cũng sẽ có lúc sai lầm đánh mất chính mình, anh vẫn sẽ ở đây, đợi em. Còn Diệp cũng đăng đàn ẩn ý, cảm ơn anh vì tất cả. Mong rằng cả hai sẽ cùng tốt lên, em vẫn ở đây, chờ anh. Chọn cách chia tay không ồn ào song cặp đôi vẫn không tránh khỏi thị phi. Trong đó, Diệp là người bị ảnh hưởng nhất khi vướng tin đồn ngoại tình với bạn trai cũ đến mức có thai hay tham phú phụ bần. Chứng kiến người cũ bị tin đồn bủa vây, Xanh đã lên tiếng. Anh khẳng định Diệp không ngoại tình, cả hai chia tay vì không tìm được tiếng nói chung, mình xin đính chính mọi chuyện là Diệp không ngoại tình nha. Thời gian vừa qua mình với Diệp có nhiều bất đồng về quan điểm sống và hiện cả hai đang cho nhau thời gian để suy nghĩ và thay đổi tốt hơn. Cuộc sống này không ai hoàn hảo cả, mỗi người sẽ có những khuyết điểm riêng, quan trọng là sự thấu hiểu và cùng nhau thay đổi. Nếu còn duyên ắt sẽ tự tìm về với nhau. Cảm ơn lời động viên cũng như xin lỗi cả nhà mình nhiều vì ồn ào vừa qua. Những tưởng mọi chuyện sẽ dừng lại nhưng đến gần đây, Xanh lại có một số động thái khiến dân tình khó hiểu. Cụ thể, anh chàng chia sẻ lại bài viết với ẩn ý khen bản thân là người đàn ông tốt. Điều này vô tình khiến cư dân mạng nghi ngờ anh đang ám chỉ Diệp không biết trân trọng anh. Chưa hết, mới đây, Xanh còn đăng ảnh mới dưới nền nhạc có câu từ khá nhạy cảm. Ngoài ra, anh chàng còn đăng tải hình ảnh hai ly nước khiến nhiều người nghi ngờ anh đã có tình mới. Thậm chí, Xanh còn tự thừa nhận bản thân dạo này thay đổi nhiều quá. Hiện động thái của Xanh khiến dân tình xôn xao bàn tán. Về phía Diệp, trước nghi vấn bạn trai cũ có người mới, cô nàng vẫn im lặng. Trước đó, Diệp bức xúc vì giả mạo trên mạng xã hội. Cô viết, tôi định ọp mà các nick ảo, fake, tin giả không tha. Làm ảnh hưởng tới những người vẫn ở đây thương tôi. Tôi chỉ dùng duy nhất tài khoản tích Xanh này. Không hề có chuyện có bầu với người yêu cũ hay những gì họ xuyên tạc. Tôi cũng không cần fame mà phải tạo drama cho nổi. Hiện Diệp chỉ muốn ọp mạng xã hội một thời gian. Ghim ở đây để mọi người đỡ suy nghĩ. Cảm ơn những người vẫn ở đây. Tạm biệt, tôi sẽ trở lại sớm thôi.